Dạ, Phong xin kính chào các chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Phong nha. Hôm nay Phong sẽ review giới thiệu cho các chú anh chị một căn nhà cấp 4 thì rất là đẹp luôn nha và rất là rộng luôn. Và đặc biệt hơn nữa là nhà mình là nhà mặt tiền, đường nhựa rất là thoáng luôn nha anh chị nha. Đó, và ở nhà Phong giới thiệu cho các chú anh chị thì thuộc ấp Long Khánh nha và xã Long Thượng thì rất là gần khu vực Bình Chánh nha anh chị. Thì ở đây là đường nhựa phía trước nhà mình thì nó rất là rộng luôn. Nó trên 6 mét nha anh chị nha. Đó, và mình đoạn đường này thì mình di chuyển ra khu vực Bình Chánh. Bình Chánh thì mất tầm khoảng 4 cây số nha quý vị nha. Đó, và nhà Phong giới thiệu cho các cái chú anh chị với hướng phong thủy là hướng Tây. Đó, một căn nhà thì hướng phong thủy là hướng Tây với diện tích ngang là 6 mét và dài là đến 34 mét nha quý vị nha. Đó, và các cái chú anh chị có đi tìm nhà mà muốn kinh doanh cũng như là đầu tư thì Phong giới thiệu cho các cô chú anh chị một căn nhà này. Thì hiện tại thì chủ nhà đang gặp cái khó khăn vì chủ nợ đang siết, cho nên anh kêu mức giá bán rất là rẻ luôn. Đó, và Phong sẽ báo giá phút cuối video. Các cô chú anh chị quan tâm thì cứ theo dõi hết video này nha. Đó, và cho Phong. Và nhà Phong giới thiệu cho các cô chú anh chị thì hiện tại là bị chủ nợ đang siết nha chị nha. Thì chủ nhà cũng kêu rất là nhiều anh chị em YouTube để quay bán sớm cho anh chủ nhà vì anh chủ nhà thì rất là kẹt tiền luôn. Nó giới thiệu cho các cô chú anh chị thì một căn nhà cấp 4 thì rất là đẹp luôn nha chị nha. Và ở đây thì các cô chú anh chị thì cũng đã nhìn thấy thì rất là nhiều anh chị em YouTube thì qua quay giới thiệu cho anh chủ nhà để bán trong cái thời gian sớm nhất. Thì hiện tại cũng đã cận Tết rồi, cho nên anh chủ nhà thì đang gặp cái khó khăn. Cho nên các cô chú anh chị cứ tham khảo ngôi nhà này, thì nếu mà ưng ý thì cứ điện thoại cho Phong nha. Và Phong sẽ quay chi tiết hơn ở khu vực nhà mà Phong giới thiệu cho các cô chú anh chị. Thì ở nhà thì mặt tiền là mặt tiền đường nhựa nha chị nha. Nó mình di chuyển ra đây một khoảng không tới một cây số là mình đã tới khu công nghiệp Cồ Tràm. Nó mình di chuyển ra đường Đinh Đức Thiện thì ra khu vực Bình Chánh chỉ mất tầm 4 cây số nha chị nha. Nó và ở phía trước thì cũng có một cái view sông nha chị nha. Đó, qua nhà mình thì rất là mát luôn. Đó, và các cô chú anh chị thì cũng có nhiều cô chú anh chị cũng tìm những cái căn nhà cấp 4 mà mặt tiền mà mình kinh doanh buôn bán được. Thì đây Phong thấy cảm thấy rất là thích hợp để mình kinh doanh buôn bán nha chị nha. Và đây là cái phần rào trước nha, hàng rào trước nhà mình thì hàng rào là rào sắt hai cánh thì nó rất là rộng luôn. Nó cửa rào ở phía trước thì nó tầm khoảng 4 mét nha, mình di chuyển xe hơi đậu ở phần trước nhà mình thì nó thoải mái hơn. Và ở không gian phòng trước, sân trước thì nó rất là rộng luôn. Đó, vì diện tích nhà mình thì nó ngang đến 6 mét. Đó, và cái phần sân thì nó dài tầm trên 5 mét nha chị nha. Đó, ở đây thì mình có thể mình trồng những cái cây bông kiển ở không gian sân trước này làm cho nhà mình nó nổi bật hơn. Thì ở đó thì hiện tại chủ nhà, anh chủ nhà cũng đang trồng những cái mấy cây bông đó làm cho nhà mình nó nổi bật hơn. Và nhà mà Phong giới thiệu cho các cô chú anh chị thì nhà chủ nợ đang siết, cho nên là anh chủ không có ở nhà nha chị nha. Nó và nhà thiết kế xây dựng thì kiểu mái Thái. Đó, kiểu mái Thái thì nó cũng rất là đẹp. Và ngói là ngói lập ngói tôn màu đỏ, nhà mình nó rất là đẹp luôn. Và đây là cái view ở xung quanh nhà mình. Thì ở phần cửa trước ở đây thì là hai lớp cửa nha chị nha. Một lớp cửa kéo để lon và một lớp cửa sắt và kính trong nha chị nha. Đó, và cặp hông đây thì cũng khoảng còn khoảng 1 mét để mình đi vô ở phía sân sau nhà mình nha chị nha. Nó nhà thì nó rất là rộng luôn. Thì theo thiết kế nhà cấp 4 thì rộng có là một phòng khách nha chị nha. Ở đây là một phòng khách, không gian phòng khách nhà mình. Thì trần là trần lập phong thạch cao. Đó, thì có chùm đèn led. Phòng khách, không gian phòng khách này nó rất là đẹp luôn. Và cặp phòng ở đây thì cũng có cửa sổ hai bên thì đều hai lớp hết nha quý vị nha. Đó, một lớp cửa ngăn ở phía trong là sắt và ở phía bên ngoài là nhôm nha chị nha, nhôm sofa. Và phòng nhà phòng khách nhà mình thì có hai cửa sổ cặp phòng hai bên.
thì ở nhà mình thì gồm có là một phòng khách và hai phòng ngủ ở phía sau nha chị nhé. Đó, và Phong xin mời các cô chú anh chị cùng tiến vào ở phía sau. Thì cái đường lối đi này thì đều có cửa sổ để nhà mình nó mát hơn. Và đây là cái lối đi không gian đi phía sau thì nó tầm 2 mét nha chị nhé. Đường đi qua phía sau này nó 2 mét. Đó, và có hai phòng ngủ cặp phong bên đây. Đó, mỗi một phòng ngủ đều có cửa sổ hết trơn nha chị nhé. Đây thì đều úp gạch lên đến 2 mét nha chị nhé. Ở đây là úp gạch lên đến 2 mét luôn. Đó, và có cửa sổ thì không gian phòng ngủ ở đây thì nó cũng rất là thoáng và rất là rộng luôn. Và nhà mình toàn bộ đều úp gạch lên đến 2 mét nha anh chị nha, đều xung quanh nhà luôn úp gạch lên 2 mét. Đó, và cái cặp phòng bên đây thì cũng có một cái phòng ngủ nữa. Nhà mình gồm có là hai phòng ngủ nha các chú anh chị nha. Đây thì nhà cấp 4 thì nó chiều ngang nó rộng và chiều dài nó cũng rất là dài luôn nha chị nha. Chiều dài nó đến 34 mét. Đó. Và ở đây thì có nhà vệ sinh. Đây là cái không gian nhà phòng tắm nha chị nha. Ở đây thì không gian phòng tắm mình ở đây. Và ở đây thì nhà vệ sinh nè quý chị nha. Ở đây là cái không gian nhà vệ sinh. Đó. Thì có ngăn với nhau. Nó sạch sẽ hơn và nó không có hôi như anh chị nha. Nhà thì sử dụng nhà vệ sinh và nhà tắm thì nó chung nhau, còn riêng nhà cấp 4 thì nó riêng nha, riêng biệt với nhau. Đó, và ở đây là cái không gian phòng bếp nhà mình. Thì ở phía không gian phòng bếp thì đóng là lớp phong ảnh kim nha anh chị nha. Thì đây là lớp phong ảnh kim. Nó và cái không gian phòng bếp này thì nó rất là rộng luôn các chú chị nha. Ở đây là cái không gian phòng bếp nhà mình. Đó. Và ở không gian phòng bếp thì cũng lắp đặt cái kệ trên và kệ dưới thì nó rất là dài và nó thoải mái hơn. Đó. Mình làm những cái đồ ăn thì nó thoải mái hơn thì cũng đều lắp cái đây là cái lavabo. Mình rửa chén nha. Nó rất là rộng. Và nhà của mình thì sổ hồng riêng, pháp lý rất là rõ ràng nha. Full thổ cư. Một căn nhà thì rất là rộng luôn. Đó, và ở phía sân sau này thì cái cửa ở phía sân sau này thì cũng là hai lớp cửa nha chị nha. Một lớp cửa kéo đài lon và một lớp cửa sắt. Thì ở khoảng sân sau này thì nó còn rộng đến 4 mét nha cái chuyện gì. Đó. Và ở đây thì mình có thể mình giặt đồ và mình phơi quần áo thì làm dụng ở phía sân sau này nha vậy. Đó, và các chú anh chị cứ tham khảo thì nếu cảm thấy ưng ý thì cứ gọi cho Phong nha để được đi xem trực tiếp và mình thương lượng trực tiếp với chủ nhà này luôn. Đó, và video đây thì cũng khá là dài thì Phong xin tiết lộ với giá ngôi nhà của mình thì nhà mình là nhà cấp 4, nó với diện tích ngang là 6 mét, dài là 34 mét nha. Đó, sổ không riêng, full thổ cư, pháp lý thì rõ ràng. Thì với giá bán là 3 tỷ mốt nha chị nha. 3 tỷ mốt là mình không có phát sinh cái chi phí nào nữa hết. Đó, mình 3 tỷ mốt thì mình sẽ sở hữu là ngôi nhà này. Đó, và các chú anh chị quan tâm thì cứ liên hệ cho Phong nha. Và cho Phong xin một like, một đăng ký. Phong cảm ơn rất là nhiều luôn. Đó, và Phong xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Phong xin cảm ơn rất nhiều ạ.